về uống thuốc mà cứ vẫn còn ho với sốt hoài, rồi mới đi vô bệnh viện mà không có bệnh viện nào nhận á, rồi mới quay về được 2-3 ngày vậy đó. Cái đầu thấy ảnh trở nặng rồi mới đi vô, trở vô chợ rẫy, rồi vô là bác sĩ nói vô trễ quá. Rồi chào cả nhà ha. Hôm nay thì mình có ghé nhà chị Kim Sare, người mẹ của 4 đứa trẻ mà có chồng bị mất do Covid đó mọi người. Thì mấy bữa nay báo chí cũng có đăng về gia đình của chị, thì mình cũng đến thăm và quay những cái hoàn cảnh của chị lên trên kênh Sài Gòn Daily của mình ha. Bây giờ mình sẽ cùng vào để gặp chị và trò chuyện với lại các cháu ha mọi người. Rồi em chào chị ha. Dạ. Mấy bữa nay cuộc sống của gia đình mình như thế nào rồi chị? Cũng khó khăn. Khó khăn là khó về mặt kinh tế hay như thế nào dạ, chị ha? Đúng rồi. Kinh tế sữa tã, 4 đứa này nó còn uống sữa tã. Các cháu còn uống sữa còn mặt tã hả? Đó. Nào mặt tã, 2-3 đứa nhỏ mặt tã hả? Dạ. Nó đi ngủ với mặt. Nó dậy thì không mặt. Dạ. Ảnh là giao hàng á, mà không biết ảnh bị dính cái bệnh đó lúc nào không biết. Mà ảnh đi đi giao đi vô bệnh viện, ảnh bị ho. Ảnh bị ho với nhức đầu, cái vô bệnh viện Nguyễn Như Phương khám. Cái bác sĩ nói á, ảnh là bị rối loạn tiền đình đó, là ngủ không được. Cái loại nhức đầu á là nó bị rối loạn tiền đình. Rồi đi vô bệnh viện về uống thuốc mà cái vẫn còn ho với sốt hoài, rồi mới đi vô bệnh viện mà không có bệnh viện nào nhận á. Rồi mới quay về được 2-3 ngày vậy đó. Cái đầu thấy ảnh trở nặng rồi mới đi vô, trở vô chợ rẫy. Rồi vô là bác sĩ nói vô trễ quá. Vô trễ quá, rồi ảnh vô từ 7 giờ tối là tới 4 giờ sáng là ảnh mất á. Ồ, vậy là ảnh đi các bệnh viện khác nói là đang kẹt không nhận bệnh nhân hả hay sao? Đúng rồi. Chị nghĩ là bị rối loạn tiền đình. Dạ, là bác sĩ nói mà lúc đó là ảnh bị sốt với ho rồi. Vô bệnh viện không có test. Nếu mà test là lúc đó là chữa trị cũng được á. Tháng 6 ảnh mất là ngày 3 không phải 3 cây tháng 8 là ở dưới là tháng 6 có tháng 7 tháng 6 gì đó đó có ghi rồi mà mất trong chợ rẫy á, rồi trong bệnh viện nó như là nó lo là cái tiền gì đó không biết, mình chỉ lấy hộ khẩu gì thôi. Lúc đó về chợ đấy thì chợ đấy mới test rồi mới báo là mình. Dạ đúng rồi. Mà ảnh trước khi đi vô bệnh viện là mặt mày ảnh á tím á, mấy cái ngón tay này là bị tím á, với lại bị có bọt, nó như là nói chuyện như là nói tầm bậy tầm bạ rồi đó, coi như là mình nói là như sản á. Bị sản luôn rồi, không biết sản. Nói sản rồi đó, là nói cái gì mà cái gì mà ở ngoài đường mình ta gào á. Cái rào chắn á hả? Dạ đúng rồi, anh ta nói cái gì đó, cái rào chắn mà anh tắm cho mình đi qua á. Cứ nói một câu, nó nói hoài. Rồi nó, ủa sao ông này nói gì mà có một câu nói hoài. Đi lên chợ là thấy ổng kỳ quá. Ổng cứ ngồi, cái tay ổng cứ gãy vậy nè. Rồi ổng nói một câu, ổng nói hoài. Cái mới kêu thằng em á, kêu xe cứu thương mà không có, kêu hoài không có ai nhận á. Thế mới kêu thằng em chồng á, nó đi làm á, kêu về chở ổng đi vô bệnh viện. Rồi cái vô là bác sĩ nói trễ quá. Là trước đó là chồng mình có tiền sử bệnh nào không? Ảnh bị cái chân ảnh bị cái gì á, rồi uống thuốc hàng tháng không. Cái đó thì cũng không liên quan ha chồng. Nhưng mà hồi đó mình đi những bệnh viện nào mà không có được nhận chị, trước đó? Nói đi đủ bệnh viện luôn á. Chỉ còn chờ rẫy là ổng không chịu đi. Ổng nói bây giờ đi vô đâu, tao cũng đâu có nhận đâu.
ông quay về đi. Lúc đó vào thì lúc mà nhập viện hay thế nào thì bệnh viện có báo cái chi phí về cái tiền không? Lúc mà chưa biết là ảnh bị gì. Không, như là vô là người ta lấy tiền thế chân là 3 triệu, rồi tới ảnh mất là người ta trả rồi. Lúc mà nhận được tin ảnh mất thì nhà mình lúc đó mình không, 13 ngày sau mới biết. 3 ngày sau. 13 ngày. Giống mà nội mất á thì mấy đứa em chồng á tao biết. Còn chồng mất á không có biết, sợ mình sốc á. Thì trong vòng một tuần mà mất hai người thân rồi đó. À, là người nhà không cho chị biết hả? Ừ, không cho biết. À, người nhà không cho biết. À, như là 13 ngày sau mới biết ông chồng chết á. Mấy đứa em cũng chịu nói á. Vậy lúc đó là lấy hú cốt về rồi còn gì? Lấy cốt cũng dám đem về đó. Em thẳng vô chùa luôn. Sợ. Rồi lúc đó ở đây cũng là phức tạp lắm. Nó không có được giống vậy. Phức tạp lắm. Lúc đó đang chăn dây này. Đúng rồi. Đang chăn dây. Rồi có mình à. Rồi bà nội á, thì vô bệnh viện cũng được 2 ngày, 3 ngày gì đó. Là lên thở máy rồi cũng mất luôn. À, là bà nội mất trước. Bà nội mất sau. Bà nội vô bệnh viện trước mà mất sau. Là ba từ nhỏ mất là ngày 3 tây tháng 8. Còn bà nội 6 tây tháng 8. Dạ. Cách nhau 3 ngày. Lúc đó Tết nhà mình thì nhà mình có bị gì hết. Không, mà lúc mà Tết á thì vô là phát bệnh là nó âm tính rồi. Chồng đi là lại Tết, anh ra lại Tết cho là âm tính. Còn là lúc mà chồng còn ở nhà là như là ăn uống á, không có mùi gì, với lại không có như là mất chi giác gì á. Là chị á hả? Ừ. Chị cũng bị luôn. Nói không lại là ở nhà bị hết. Còn mấy đứa nhỏ thì... Mấy đứa nhỏ đầu tiên hết luôn á, nó bị sốt, bị chảy, ói. Mà hình như 3-4 ngày là nó hết á. Đi ra tiệm thuốc tây mua thuốc cho nó uống, đâu có tiền đâu mà đi bác sĩ. Đó, cái cô mà quen á, kêu cô nói, con của con vậy vậy đó. Rồi kêu cô bán thuốc cho uống. Rồi tự nhiên uống cái bốn đứa này nó hết rồi, bắt đầu tới ông chồng đó. Ổng đi giao hàng á, đâu có đâu, ảnh là trụ cột chính mà. Từ đẻ ba đứa này ra là không có đi làm được. Rồi đâu có tiền đâu mà mướn người ta. Một đứa là 100 ngàn á. Rồi đi làm trong vòng một ngày tới 200, rồi tiền đâu bụng vô. Ở giờ phải ở nhà giữ ba đứa, chỉ có mình ông chồng đi làm. Ảnh là coi như là cái gì, là trụ cột chính á. Coi là không bị ảnh là đi giao đồ, giao hàng á. Thì chạy như là chạy tinh điểm á, nhưng mà được nhiều điểm á, thì mình có tiền 5-6 triệu. Còn điểm ít á, thì được 3-4 triệu gì đó, đâu có đủ đâu. Còn với ba đứa này nè, đâu có đi làm gì được đâu. Vậy bây giờ chị một mình lo, thế có bên nội bên ngoại có ai giúp gì được không chị? Không, bên nội là ở với bà nội nè, cái này là nhà của ông bà. À, là nhà tổ tiên á. À, là nhà chính của gia đình nội đây. Dạ đúng rồi, bên nội á, còn nhà đình bên ngoại thì nó mất. Vậy bây giờ bên nội ở đây là còn có chị thôi hả? Dạ. Bà nội cũng mất rồi. Bà nội mất luôn, chứ còn đứa em chồng mà có chồng ở xa, ở quận 11. À. Còn đứa em chồng nó chưa có vợ, mà nó đi làm. Quê mình gốc ở Trà Vinh. À. Là mình dân tộc mà... Người Khmer đúng không người chị? Khmer, đúng rồi. Mình lên Sài Gòn lâu chưa? Cũng lên hồi năm 20 tuổi á. Rồi lên làm rồi mới cưới. Về đây cũng ở mười mấy năm rồi. Lúc mà nhận hai tin người thân cùng hai người thân trong gia đình đều ra đi thì mình sốc như thế nào sau một thời gian thì bây giờ mình đỡ hơn? Sốc lâu lắm. Lâu lắm, bây giờ vẫn còn á, vẫn còn đàng hoàng á. Mà ngày mà bà nội mất á thì như là mình nói bây giờ bà nội cũng già, cũng mình cũng không buồn, có buồn cũng mình có buồn phần nào vậy đó. Rồi buồn thì có buồn, nhưng mà ông chồng á, nghe ông chồng mất mà là sốc á.
cứ như là thấy chồng mình vô được bệnh viện rồi là coi như là ngày nào cũng mong á, ngồi giái hoài á, đã đậm cho ông chồng ổng quay về nhưng mà ổng đi. Cái hồi đó chị đâu có được vô thăm ổng đâu ha, hồi đó không được, đã đi một lần là không trở lại luôn. Ta đi là đi luôn, chứ lại đi không cái áo cây dài với quần xà lọn. Tội nghiệp không? Còn bây giờ mình sẽ lo cho những đứa nhỏ rồi thì mình dự tính là trong thời gian tới mình sẽ làm như thế nào? Cũng không biết nữa, bây giờ tới đâu tính tới đó sao bây giờ tự phá. Ảnh ngày nào mình tính tới đó. Ba bé tinh thì chỉ có thể giới thiệu tên. Này là lớn nè, này là Thiên Bảo. Thiên Bảo Quốc Bảo nè, Gia Bảo, còn này là lớn nhất là Kim Bảo. Yeah. Ủa đều tên Bảo hết luôn hả? Ta nội đặt á. À vậy là bốn người đều tên Bảo hết. Nhưng mà Kim Thiên Quốc Gia. Rồi mình hay sống xung quanh mình đó thì có ai đến động viên anh đùa hay là hỗ trợ mình không? Như là người ta nói họ bây giờ chuyện đã vậy rồi, dù có mình buồn á cũng ông chồng cũng có bi về. Bây giờ mình sống vì con á, mình thấy con mình lo cho con đầy đủ. Để người ta cho gì mình ăn cái đó, giờ làm sao bây giờ? Ủa là lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Nó 9 tuổi á, nó học lớp 3, lớp 3. À, còn ba lớp 3 này. Ba này bằng nhau đúng không chị? Cùng sinh ba. Sinh ba. 2017 á, là nó 4 tuổi. Dạ. Sắp đi học giờ phải lo học phí nè, tiền học nè, rồi gia đình nữa. Còn mấy đứa nhỏ này nữa mình thôi mình phải ở nhà, mình phải lo tụi nó chứ đâu đi làm được gì. Không đi được, ba đứa làm sao đi được. Là đó, một mình nuôi đó. Mình năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay cũng 39, 40 rồi. Ảnh được bao nhiêu tuổi? Ảnh cũng 40 tuổi, ông tuổi tí, tuổi heo. Tuổi heo hả? Nhưng mà làm trong cái giấy chứng minh đó là hồi cái... xưa là ở dưới quê mà đâu có ngày sinh đâu, chỉ có ngày sanh thôi. Mà làm giấy chứng minh cũng lộn nữa, lộn với bà chị. Cái chữ xa đó là lộn cái chữ đó. Lúc mà có khi nào mình ngồi mình suy nghĩ là những lúc mình buồn rồi mình không biết là phải lo cho đứa nhỏ như thế nào, tại vì mình phải lo nhiều thì mình có khi nào mình rơi vào tình trạng tuyệt vọng hay là buồn ghét không biết mình làm cái gì luôn á, tính đâu cũng ra đâu. Tại rồi lúc ông chồng còn sống là ổng là mọi chú ơi con trụ cột đúng không? Lúc ông chồng còn sống á là ổng lo hết, lo hết luôn. Bây giờ có tiền ít thì mình lo ít, có tiền đi chạy nhiều thì có tiền mình lo đầy đủ một chút, còn ít tiền thì lo ít chút đó. Rồi sống ăn đầm bạc vậy đó, rồi nuôi bốn đứa này, tiền sữa tiền tả. Người ta đi làm một tháng á, người ta lãnh lương lần, ông chồng đi làm là phải lãnh tay lần, như là ứng 15 tay là ứng lần để mua sữa mua tả. Lúc đó thì một tháng thu nhập bao nhiêu? Một tháng á, nếu mà mình chạy là tiền lương chính thức là có 3 triệu à. Rồi cái nếu mà chạy tính điểm á, mình chạy được nhiều điểm mà mình được nhiều. Còn tháng nào mà như là chạy ế đó ít lắm đó, không đủ cho cuộc sống. Chị thì trước đây có làm cái việc gì hay không? Dạ có, mình... đi giúp việc nhà, phải không biết chữ á. Chị không biết chữ luôn? Không biết. Trời. Bởi vì không biết chữ, đi giúp việc nhà cho người ta tháng được 3 triệu. Tháng được 3 triệu thôi chị? Ừ, tháng 3 triệu. Là hồi chưa có mấy đứa nhỏ này á. Dạ, đúng rồi. Tới đẻ mấy đứa này là ở nhà tới giờ. Ở lúc đó mình này có bà nội giữ. Giờ lại không có bà nội để phụ giữ. Không có bà nội luôn, không có ai giữ luôn, có một mình.
Bây giờ thì có ai giúp được chị gì không? Không, đứa em chồng thì nó cũng chạy tới chạy lui, nó lo chứ nó dạy cho mẹ học nè. Thì có mạnh thường quân, em thấy cũng có vài người quay clip chị á hay sao đó, thì có ai giúp được gì không? Thì cũng người lại cho 1 triệu 2 triệu đó, cũng là lấy cái số tiền đó để mà mua thức ăn hàng ngày, chi phí sinh hoạt. Nhưng mà cái đó mình cũng không thể trông chờ lâu dài được ha, tại vì lâu người ta cũng quên. Bây giờ mình phải kiếm chuyện gì đó làm, nhưng mà bây giờ công việc có đâu làm. Người ta có mướn gì mà mình đem về nhà mình làm á, thì mình vừa làm mình vừa giữ con. Bây giờ chỉ có cách đó thôi. Chỉ có việc gì mà ngồi nhà làm được thì chị nhận về làm thì chắc được. Đúng rồi. Út đi xuống hết. Ba đứa, bốn đứa nó bằng bằng nhau như vậy, nó cũng quậy quá ha chị ha, nếu mà nó giỡn với nhau á. Quýnh lộn, giặt đồ chơi, trời ơi, quậy quá, chịu không nổi luôn á. Út đi xuống không? Rồi, sáng cái lo cho ăn, rồi trưa, chiều, đó. Làm vậy đó, hàng ngày tới tối. Trong nhà gì đó, rồi người ta cho cái gì ăn cái đó. Mình thường quân cũng có cho gạo, cho sữa thằng đó. Dạ. Đâu có tiền đâu mua sữa, giờ thùng 300 mấy. Đâu có tiền đâu. Ông chồng ổng là ổng lo hết, bây giờ ổng nó coi như là không biết bắt đầu từ đâu nữa. Ổng lo từ ở trong ra ngoài luôn. Dạ. Đi làm rồi về lo cho con cho cái, lo cho gia đình. Rồi cái bây giờ không có ổng nữa, không biết tính sao. Lúc đầu ổng mất á là coi như là không biết bắt đầu từ đâu luôn á. Ai cho con vậy? Hả? Ai mua cho ai con? Mua vậy? Ba mua hay ai mua? Ba mua. Ba mua á? Món quà của ba đó hả? Ba mua. Nhớ ba không? Nhớ hả? Nhỏ nhất á, quậy đi xuống quậy. Em này nhỏ nhất á hả? Dạ. Em út. Mấy con của chị còn quá nhỏ để hiểu một cái điều gì về ba của mình. Chỉ có em lớn là chắc là họ cảm nhận được. Đây là gia cảnh của chị Sarah mọi người. Giờ chị một mình nuôi bốn cháu thì nếu mà các mạnh thường quân có xem clip thì cũng có giúp đỡ được gì thì sẽ liên lạc với chị Sarah. Chị ơi, chị cho em cái số điện thoại của chị đi. Số điện thoại của là 0938 066605. Địa chỉ của mình là 647 Sẹt 30 Tùng Thiện Vương, dưới chân cầu Nhị Thiên Đường. Dưới chân cầu Nhị Thiên Đường, ngay dưới cái dạ cầu là tìm thấy nha mọi người. Thì mình tới số 647 Quệ Vương cái là gặp gia đình chị liền ở trong này ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip về gia đình của Sarah. Cảm ơn mọi người.